Xin chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn cho anh em cách đóng và mở nắp capo xe Mercedes. Đầu tiên là anh em bấm mở khóa, các anh em mở cửa cánh lái, hơi cúi xuống gần một chút, bên dưới có cái nút màu đỏ, các anh em kéo ngược lại, hơi mạnh tay một chút. Nghe tiếng tách một phát thì nắp capo đã mở. Tiến về đằng trước, anh em thò tay vào bên phía bên trái một chút, cái nẫy, anh em bóp nẫy đẩy lên, xong. Đóng nắp capo thì vô cùng đơn giản, các anh em kéo mạnh xuống một chút. Gần tới nơi, thả. Xong. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.